Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sử dụng cảnh sát giao thông thường phục, Việt Nam đang gia tăng kiểm soát xã hội. Ngày 22 tháng 3, AFA tiếng Việt loan tin, cảnh sát giao thông sẽ mặc thường phục để bắt người vi phạm nồng độ cồn. Theo AFA, truyền thông nhà nước hôm 22 tháng 3 dẫn lời đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, cảnh sát giao thông ở Việt Nam sắp tới sẽ mặc thường phục để bí mật ghi hình và bắt những lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn. AFA cho biết Việt Nam là một trong các quốc gia có các quy định ngặt nghèo nhất về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Từ năm 2019, Chính phủ Hà Nội đã ban hành một nghị định quy định phạt tiền đối với người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn chưa vượt quá mức 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Điều này có nghĩa là chỉ cần người lái xe có cồn trong hơi thở dù ở bất cứ mức độ nào thì cũng bị phạt. Hình ảnh bản tin trên AFA. Vẫn theo AFA, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho báo chí nhà nước biết, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ bố trí lực lượng mặc thường phục, bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người vi phạm sử dụng rượu bia tham gia giao thông trên tuyến. Báo Người Lao Động dẫn lời vị đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, lực lượng Cảnh sát Giao thông thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, vị trí kiểm soát, bố trí lực lượng sử dụng mô tô, Cảnh sát Giao thông tuần tra cơ động gần khu vực kiểm soát để kịp thời xử lý các trường hợp cố tình quay đầu xe và rẽ vào đường ngang, ngõ tắc nhằm trốn tránh việc kiểm tra. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, lực lượng này sắp tới còn tăng cường hóa trang ghi hình vi phạm hoặc xử lý thông qua hệ thống camera giám sát. Các vi phạm này được cảnh sát giao thông hóa trang, ghi hình bao gồm vi phạm tốc độ, tránh, vượt phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc hóa trang ghi hình các tài xế điều khiển xe vượt ẩu, lấn làn đã được Cục Cảnh sát giao thông áp dụng tại các tuyến cao tốc Cam Lộ, La Sơn. Bước đầu phát huy hiệu quả tốt, nhiều tài xế có ý thức chấp hành hơn. Hình ảnh một trạm kiểm tra nồng độ cồn. AFA cho biết thêm, nhiều người dân ở Việt Nam thời gian qua đã có những phản ứng trái chiều về việc công an gia tăng phạt người vi phạm nồng độ cồn vì cho rằng có sự lạm dụng. Có người dân thậm chí đã lập biển báo trên đường để báo cho lái xe biết sắp có trạm kiểm tra nồng độ cồn của công an. Một số hội nhóm cũng được lập trên mạng xã hội để thông báo cho nhau về các trạm kiểm soát của công an trên các quốc lộ. Công an địa phương thời gian qua đã xử phạt tiền các hội nhóm này. Việt Nam vốn đã là một quốc gia có tỷ lệ công an viên trên đầu người dân vào hàng cao nhất trên thế giới. Công an kiểm soát xã hội đến từng ngõ ngách, từng giới, từng ngành. Tuy nhiên trước đây họ còn kín đáo, chỉ lén lút lạm quyền, thậm chí giả mạo giang hồ khi tấn công những người bị họ cho là vi phạm giao thông. Thì nay họ công khai hành động, coi đó là đương nhiên, là quyền của họ. Phải chăng công an cho rằng họ đã bắt hết giới hoạt động dân chủ, nên giờ đây họ toàn quyền tự tung tự tác. Không còn ai dám lên tiếng nữa. Phải chăng vì nền kinh tế khó khăn, nguồn thu của ngành công an từ việc bảo kê, hối lộ vặt đã giảm, nên họ cần quyết liệt hơn để tăng nguồn thu cho ngành? Phải chăng việc tăng cường cảnh sát giao thông mặc quân phục và thường phục tuần tra khắp hang cùng ngõ hẻm là sự chuẩn bị của ngành để đối phó với tình trạng mất kiểm soát xã hội có thể xảy ra trong bối cảnh kinh tế suy thoái trầm trọng chưa từng có, vì e ngại sẽ diễn ra tình trạng như Cuba hiện nay? Tuy nhiên, khi người dân khốn khổ hơn, phải vật lộn nhiều hơn để kiếm sống, thì việc bóp nghẹt đời sống xã hội chỉ làm phản tác dụng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Sử dụng cảnh sát giao thông thường phục, Việt Nam đang gia tăng kiểm soát xã hội. Ngày nào chưa xác định người kế nhiệm ông Trọng, ngày đó chính trị Việt Nam còn bất ổn. Ngày 21 tháng 3, AFA tiếng Việt bình luận, Chủ tịch nước từ chức, lo ngại bất ổn chính trị ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Theo đó, trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ tham nhũng chưa đầy 2 năm, hai chủ tịch nước của Việt Nam đã xin thôi giữ các chức vụ. Tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc để rồi chịu chung số phận sau quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 20 tháng 3 năm 2024. AFA cho hay, giới quan sát đồng loạt ghi nhận đây là dấu hiệu đáng lo ngại về ổn định chính trị tại Việt Nam. Vào lúc mà Việt Nam đang được chiếu cố trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung dâng cao, giới quan sát cho rằng việc ông Thưởng bị đảng phạt là dấu hiệu cho thấy nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang có những đấu đá khốc liệt
để chuẩn bị cho giai đoạn hậu Nguyễn Phú Trọng. AFI đặt câu hỏi phải chăng đấu đá nội bộ đã lan tới ngay cả một người được coi là thuộc phe của ông Trọng như ông Võ Văn Thưởng. Hình ảnh bài bình luận trên AFI. Chiến dịch đốt lò ở Việt Nam, dùng lá bài chống tham nhũng để triệt hạ các đối thủ chính trị theo mô hình của Trung Quốc, giờ đây đã được mở rộng đến mức không còn một ai được an toàn. Nhưng việc trong chưa đầy 2 năm, Hà Nội hai lần cách chức chủ tịch nước, một trong bốn nhân vật lãnh đạo hàng đầu của chế độ, được cho là có nguy cơ đẩy Việt Nam vào giai đoạn bất ổn chính trị. Theo AFI, giới phân tích cảnh báo, bất ổn trên chính trường Việt Nam có thể sẽ tác động đến môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam, vào lúc mà Việt Nam đang cố tham vọng mở rộng cửa đón đầu tư nước ngoài và nhất là trở thành một thung lũng công nghệ cao của thế giới. Nhân chuyến công du Việt Nam hồi tháng 9 năm 2023, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hứa sẽ giúp Việt Nam phát triển công nghệ bán dẫn và liền sau đó các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực này đã đặc biệt chiếu cố Việt Nam. AFI phân tích, trước hết, cho đến nay, Việt Nam vẫn được coi là một điểm đến an toàn trong mắt các nhà đầu tư, chính là nhờ vào sự ổn định chính trị. Vào lúc mà châu Âu và Mỹ tìm cách giảm mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Hoa Lục. Do vậy, việc đi quá đà trong chính sách đốt lò coi chừng sẽ gây bất lợi cho Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài sợ rằng chính sách kinh tế của Việt Nam cũng sẽ có những chuyển biến khó lường. Hình ảnh bộ sậu lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Điểm thứ nhì vẫn theo AFI vào lúc Việt Nam đang tìm một thế cân bằng trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Nhân vật quyền lực nhất trong chế độ Hà Nội là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đã tuổi cao sức yếu, đương nhiên Việt Nam phải tìm người thay thế. Chính yếu tố này đã càng châm thêm củi lửa cho các cuộc đấu đá chính trị gay cấn hơn, khốc liệt hơn. Từ nay cho đến đại hội đảng kỳ tới vào năm 2026, đó không phải là điềm lành trong mắt các nhà đầu tư muốn chọn đến Việt Nam. Điểm thứ ba, AFI tiếp tục phân tích, nhân sự lãnh đạo của Việt Nam có thể sẽ phản ánh đường lối đối ngoại của chính quyền Hà Nội. Vào thời điểm mà cuộc đọ sức giữa hai siêu cường thế giới là Mỹ và Trung Quốc được báo trước là sẽ tiếp tục tăng cường độ, lại càng khó để Việt Nam giữ được thế cân bằng mà chìa khóa được đặt trong tay Tổng Bí thư. Do vậy, nhiều nhà quan sát e rằng, cho dù Việt Nam nhanh chóng chỉ định tân chủ tịch nước thay thế cho ông Thưởng, thì ngày nào mà quốc tế chưa biết ai sẽ là người kế nhiệm ông Trọng, thì vấn đề này đối với Việt Nam vẫn nguyên vẹn. AFI nhận định giai đoạn chọn người lãnh đạo có thể kéo dài và với nhiều tính toán ở bên trong. Một số nhà đầu tư có thể quyết định đợi thêm cho đến khi mọi việc rõ ràng hơn và vấn đề nhân sự được ngã ngũ. Điều đó làm dấy lên lo ngại là trong thời gian tới Việt Nam ít có cơ hội thu hút các dự án đầu tư lớn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ngày nào chưa xác định được người kế nhiệm ông Trọng, ngày đó chính trị Việt Nam còn bất ổn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d